sau đây là một bài tính năng cơ bản của mạch Mini FE. Đầu tiên, chúng ta sẽ có thể điều khiển được những thiết bị này bằng điện thoại, smartphone và remote RF. Ở đây, nguồn thứ nhất, mình đấu với lại điện 220V và ngõ ra đấu cho hai bóng đèn. Và ở nguồn thứ hai, mình sẽ đấu điện 24V cho một con LED. Đầu tiên mình sẽ điều khiển bằng remote với lại tương ứng là kênh số 1 sẽ là kênh A. Tương tự mình sẽ điều khiển trên điện thoại Android hoặc iOS. Ở đây mình sẽ điều khiển sáng đèn LED 24V màu xanh lá. Dương sáng bóng LED 220V số 2. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình wifi cho mạch Mini FE. Đầu tiên mình sẽ nhấn giữ nút nhấn số 1 khoảng 3 giây cho đến khi đèn chớp. Sau đó mình sẽ nhấn nút số 2 khoảng 3 giây cho đến khi đèn chớp nhanh là đang cấu hình wifi. Tiếp theo mình sẽ vào app Mini FE. Các bạn chọn phần thiết bị, thêm nhập mật khẩu wifi của mình đã sử dụng. Lúc này đèn nó sẽ chớp chậm thì mạch đang kết nối với wifi và chờ đặt tên cho cái module của mình. Sau khi hoàn thành cái bước đặt tên thì chúng ta đã cấu hình xong wifi cho mạch Mini FE. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình remote RF. Đầu tiên chúng ta sẽ nhấn giữ nút nhấn số 1 khoảng 3 giây cho khi đèn chớp. Sau đó chúng ta sẽ nhấn giữ nút số 3 cho khi đèn chớp và chờ đèn chớp một lần nữa. Chúng ta sẽ nhấn nút trên remote. Lúc này module có thể học được lệnh trên remote. Sau khi có cấu hình xong cái remote thì chúng ta có thể cấu hình wifi hoặc là học thêm remote trực tiếp bằng một cái remote này với các kênh tương ứng A, B, C, D sẽ là 1, 2, 3, 4. Lúc này mình sẽ nhấn giữ phím A khoảng 3 giây, sau đó mình sẽ nhấn phím C khoảng 3 giây để học thêm remote. Như vậy là mình có thể chép remote rất là dễ dàng và mình có thể cấu hình wifi bằng trực tiếp bằng remote bằng cách nhấn giữ phím A, sau đó nhấn giữ phím B. Rồi lúc này chúng ta sẽ là đưa vô bước là cấu hình wifi cho thiết bị từ xa mà không cần phải tác động trực tiếp lên nút nhấn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách hẹn giờ cho các thiết bị. Ở đây mình sẽ có các thiết bị tương ứng là đèn hai đèn LED 220V, một đèn LED 24V màu xanh dương và đèn LED 24V màu xanh lá. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn thiết bị. Chúng ta sẽ chọn hẹn giờ. Ở đây chúng ta sẽ cài được 8 lịch hẹn. Chúng ta bấm thêm. Ở đầu tiên mình sẽ chọn hành động là bật hoặc là tắt thiết bị. Ở đây mình sẽ chọn là bật. Mình đặt tên cho cái lịch hẹn này. Mình chọn thời gian tương ứng. Và ở đây mình chọn cái thời gian một lần hoặc là theo lịch thứ hai tới thứ nhật. Mình sẽ sáng đèn LED 220V màu xanh dương. Mình chọn thêm lịch. Và khi đến 1:25 thì đèn sẽ sáng.
và khi đó thì cái lịch này nó sẽ được off do là đã thực hiện rồi. Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thời gian đếm ngược cho thiết bị của mình. Đầu tiên mình sẽ chọn ra thiết bị và sau đó đếm ngược. Ở đây mình sẽ thêm được 8 cái lịch đếm ngược tương ứng. Mình sẽ chọn cái hành động bật hoặc là tắt thiết bị, đặt tên cho lịch hẹn này. Thì ở đây thời gian bật sẽ là 1 phút hoặc là 2 phút tùy theo mình cài đặt. Thì sau 1 phút cái thiết bị này sẽ được mở, và nếu bạn muốn tắt nó thì bạn sẽ tích vào đây và sẽ hẹn cái lịch tắt, và sau 1 phút đó nó sẽ tắt cái thiết bị này. Nghĩa là khi mình cài đặt cái lịch đếm ngược này, 1 phút sau thiết bị sẽ mở và 1 phút sau đó thiết bị sẽ tự tắt. Tôi chọn thiết bị tương ứng và thêm đếm ngược. Lúc này phát thành công và 1 phút sau đèn sẽ mở và 1 phút sau nữa thì sẽ tắt.